Indonesia chính là quốc gia đông dân nhất tại Đông Nam Á, là quốc gia có diện tích lớn nhất tại Đông Nam Á và Indonesia cũng là quốc gia sở hữu nền kinh tế số 1 của Đông Nam Á. Nền kinh tế của Indonesia đáng gờm đến mức nào và điều gì đã tạo ra nền kinh tế số 1 của khu vực như vậy? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Xét ở quy mô Đông Nam Á, Indonesia là số 1 và xét trên phạm vi toàn cầu thì đây là nền kinh tế lớn thứ 16 ở trên thế giới với GDP hơn 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. So với Việt Nam ta hơn 430 tỷ đô la Mỹ thì dĩ nhiên họ hơn ta hơn 3 lần. Và dân số cũng gấp ta gần 3 lần, 279 triệu người. Thế nên chia ra bình quân đầu người thì không phải là Việt Nam ta quá thua thiệt so với Indonesia. Việt Nam là hơn 4.300 đô la Mỹ một người một năm, còn Indonesia là hơn 5.000 đô la Mỹ một chút. GDP của Indonesia nằm ngay dưới những nước như là Nga, Mexico, Hàn Quốc, Úc, Tây Ban Nha và trên những quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Ả Rập Xê Út xếp ngay liền kề họ ở phía sau. Như vậy, nền kinh tế Indonesia là nền kinh tế duy nhất của Đông Nam Á đạt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ cũng như góp mặt ở trong nhóm gọi là nhóm G20. Nhóm G20 hiện đang chiếm hơn 90% trong tổng quy mô của nền kinh tế toàn cầu, gồm 20 quốc gia sở hữu quy mô nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Và các quốc gia tiêu biểu của nhóm G20 đó là Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada thuộc nhóm G7. Hàn Quốc và Úc là hai nước phát triển nhưng không phải là thành viên của G7. Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Mexico, Indonesia, Argentina, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ là các nước công nghiệp mới và đang phát triển, cùng với Liên minh châu Âu EU là thành viên đặc biệt. Ngoài ra, Indonesia cũng từng là thành viên của một tổ chức rất nổi tiếng trên thế giới, đó là OPEC. Họ cũng là thành viên Đông Nam Á duy nhất của tổ chức OPEC cho đến khi rời tổ chức vào năm 2009. OPEC ở đây có nghĩa là tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Các nước thành viên của OPEC khai thác vào khoảng 40% tổng sản lượng dầu của toàn thế giới và nắm giữ khoảng 75% trữ lượng dầu của thế giới. OPEC được thành lập nhằm thống nhất và phối hợp những chính sách về dầu mỏ của các quốc gia thành viên. Bởi vậy nên họ có khả năng điều chỉnh hạn ngạch khai thác dầu mỏ của các nước thành viên và qua đó thì có khả năng khống chế giá dầu. Thực tế là ngay cả khi là thành viên của OPEC thì Indonesia đôi khi vẫn nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu. Họ sẽ nhập khẩu dầu chua hơn có chứa nhiều lưu huỳnh và xuất khẩu dầu ngọt nhẹ và tận dụng phần chênh lệch giá để kiếm tiền. Ngày nay, đây là những trụ cột của nền kinh tế Indonesia. Đầu tiên là ngành nông nghiệp. Nông nghiệp ở đây là một ngành mũi nhọn của Indonesia, đóng góp vào khoảng gần 15% GDP. Hiện có khoảng 30% diện tích đất được sử dụng cho nông nghiệp và khoảng 50 triệu người, chiếm khoảng 40% tổng lực lượng lao động là nằm trong lĩnh vực nông nghiệp. Các mặt hàng nông nghiệp cơ bản của Indonesia có thể kể đến như là gạo, sắn, lạc, cao su, cacao, cà phê, dầu cọ, thịt gia cầm, thịt bò, thịt lợn và trứng. Sản phẩm dầu cọ rất là quan trọng đối với nền kinh tế Indonesia vì đây là nước sản xuất và tiêu thụ hàng hóa này lớn nhất trên thế giới, cung cấp khoảng một nửa nguồn cung của toàn cầu. Nhiều cây công nghiệp trong số này đã được những người Hà Lan đưa đến Indonesia khi Indonesia còn là thuộc địa của Hà Lan. Tiếp đó là lĩnh vực sản xuất, đóng góp vào khoảng 20% GDP của Indonesia. Indonesia thì có tham vọng đưa đất nước này trở thành top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, trong đó sản xuất chính là trọng tâm của mục tiêu này. Sản xuất thì bao gồm có dệt may, thực phẩm và đồ uống, điện tử, ô tô, hóa chất. Với tầng lớp trung lưu phát triển nhanh chóng và lực lượng lao động cạnh tranh, thì nhiều nhà đầu tư nước ngoài rất là muốn tận dụng lĩnh vực sản xuất mạnh mẽ của Indonesia. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng có rất là nhiều thách thức, ví dụ như là cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là đến từ Trung Quốc. Chi phí lao động thì ngày càng gia tăng, chi phí vận chuyển và hậu cần cũng rất là cao, hay là khó khăn trong việc vay vốn. Bản thân Indonesia là một quốc đảo thì cũng tạo ra nhiều sự khó khăn trong việc vận chuyển. Và một điều ngay ở Việt Nam chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là ở Indonesia, đó là công nghiệp ô tô và xe máy. Hiện tại thì các công ty ô tô của Indonesia đã có thể sản xuất ô tô với tỷ lệ nội địa hóa rất cao, trên dưới 90%. Mô tô xe máy thì Indonesia cũng rất nổi tiếng rồi. Đây được xem là quốc gia tiêu thụ mô tô xe máy nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á vì dân số của họ rất lớn. Từ mức 3 triệu xe mỗi năm, đến nay thì tổng lượng tiêu thụ xe máy hàng năm tại Indonesia đã vượt mức 5 triệu xe mỗi năm. Điều này tiếp tục cho thấy quy mô cũng như cái sự phát triển của ngành sản xuất mô tô xe máy tại Indonesia. Tuy nhiên thực tế thì điều này lại cũng khiến cho áp lực đến hệ thống giao thông của Indonesia gia tăng. Xe máy càng bán chạy thì lại càng tắc đường. Đến nay thì Indonesia đã có tổng cộng là hơn 133 triệu xe máy được đăng ký.
và họ cũng đang theo xu hướng chung của toàn thế giới, đó là dịch chuyển từ xe xăng sang xe điện. Với tất cả những gì đã đạt được thì mục tiêu của Indonesia sẽ là trở thành một quốc gia có thu nhập cao. Phải nói rằng kinh tế Indonesia cũng đã phát triển rất nhanh. Trong khoảng 30 năm cầm quyền của Tổng thống Suharto, nền kinh tế Indonesia đã tăng trưởng nhanh chóng. Thu nhập bình quân đầu người ban đầu chỉ mức 70 đô la Mỹ đã tăng lên đến mức trên 1.000 đô la Mỹ vào năm 1996 và bây giờ là trên 5.000 đô la Mỹ. Họ đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Mà muốn trở thành một quốc gia có thu nhập cao thì mức trung bình phải từ khoảng hơn 13.000 đô la Mỹ một người một năm trở lên. Indonesia bây giờ thì mới chỉ ở mức hơn 5.000 đô la Mỹ mà thôi. Một điều rất đặc biệt của nền kinh tế Indonesia đó là kinh tế Indonesia thì chịu sự phụ thuộc rất lớn vào người Hoa, rất giống với kinh tế tại miền Nam nước ta trước đây. Từ những người di cư nghèo đến từ Trung Quốc trong hơn một thế kỷ trước, các Hoa Kiều đã trở thành những ông trùm kinh doanh giàu có và quyền lực bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia. Sấp xỉ 1/5 người Hoa tại Indonesia cư trú tại thủ đô Jakarta trên đảo Java và ước tính có khoảng hơn 6 triệu người Hoa trên cả đất nước Indonesia. Từng có thời điểm người Hoa hoặc là người gốc Hoa kiểm soát tới 80% tài sản doanh nghiệp của Indonesia và điều hành hơn 150 trong số 200 doanh nghiệp lớn nhất tại đất nước này. Tại Indonesia thì người dân gần như là không ai không biết đến tên tuổi của gia tộc nhà Liem Sioliong, một cựu tỷ phú người Indonesia gốc Hoa và cũng là trùm tài phiệt giàu bậc nhất châu Á trong những thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Vào thời kỳ Hoàng Kim thì tập đoàn kinh doanh của gia đình này được ví như là con bạch tuộc khổng lồ với những chiếc vòi lớn quấn chặt vào nền kinh tế Indonesia. Tỷ phú này từng có gần 200 công ty khác nhau trong các lĩnh vực từ xây dựng, thép, chế biến gỗ, làm giấy, các công ty chế biến các ngành khác nhau cho đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và cả bất động sản. Tự chung lại, mặc dù chỉ chiếm thiểu số trong cơ cấu dân số của Indonesia, nhưng người Hoa ở Indonesia lại chi phối phần lớn nền kinh tế và từng có thời điểm chi phối gần như toàn bộ nền kinh tế của quốc gia này. Tuy nhiên, Hoa Kiều ở Indonesia cũng có số phận bi thảm khi họ bị phân biệt đối xử, thậm chí là bị khủng bố trong những cuộc bạo động và biểu tình của người dân bản địa. Và nguyên nhân cũng là sự phân biệt này phần lớn đến từ những ảnh hưởng của người Hoa trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và ảnh hưởng kinh tế xã hội thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chính trị. Điều gì cũng có mặt trái của nó và sự phát triển, sự bùng nổ về mặt kinh tế của Indonesia đi kèm với sự bùng nổ về mặt dân số, chúng ta rất dễ nhìn thấy điều này. Đó là vấn nạn tắc đường ở Indonesia, đặc biệt là tại thủ đô Jakarta. Thế nên Indonesia có ý tưởng rời đô. Phải nói rằng việc đi lại ở thành phố Jakarta, Indonesia khó khăn hơn rất nhiều so với Hà Nội, so với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Theo thống kê, thì một người dân trung bình dành ra 10 năm cuộc đời trên đường và phần lớn thời gian này là do tắc đường. Thống kê cũng cho thấy Jakarta là thành phố có tình trạng tắc nghẽn giao thông thuộc vào loại tồi tệ nhất trên thế giới. Trung bình mỗi lái xe phải dừng đỗ trên đường 33.000 lần một năm, tức là đang đi thì phải dừng lại bởi vì tắc đường thôi. Và dẫn đến hệ lụy đó là 70% khí gây ô nhiễm môi trường tới từ khí thải của chính các phương tiện giao thông. Jakarta thì cũng đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế số lượng xe ô tô và cả xe mô tô trên đường vào giờ cao điểm. Ví dụ, quy định ngày lưu thông biển số xe chẵn lẻ. Biện pháp được thực thi sau khi quy định phải có ít nhất là 3 người đi chung một xe bị bãi bỏ sau một năm thí điểm. Cái quy định đi xe chung thì nảy sinh rất là nhiều vấn đề xã hội, ví dụ như là cò mồi đứng đầy đường để treo kéo chủ xe mà không đủ 2 người đồng hành, cho thêm người nọ, cho thêm người kia, đi ké đi cùng. Và điều quan trọng nhất là không kiểm soát được nguy hiểm khi những người xa lạ đi chung xe. Dự kiến đến năm 2040, dân số của siêu thành phố Jakarta sẽ mở rộng lên đến 40 triệu người. Và nó lại càng đặt ra những câu hỏi, Jakarta làm thế nào để mà kiểm soát tình trạng giao thông đây? Và cuối cùng, một câu chuyện cũng khá thời sự tại Indonesia, đó là trong quy mô phát triển kinh tế của Indonesia, thì nền kinh tế Internet của họ ước tính bây giờ đang đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, dự kiến sẽ đạt đến 130 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Và trong những hoạt động của Indonesia để bảo vệ nền kinh tế Internet của mình, thì tháng 9 năm 2023, Indonesia đã ra thông báo cấm bán hàng trên mạng xã hội, đặc biệt nhắm đến TikTok, với mục đích là bảo vệ hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Cấm bán hàng trên mạng xã hội chứ không phải là cấm bán hàng online. Quy tắc mới được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi TikTok cam kết đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào Đông Nam Á và phần lớn là tại Indonesia.
TikTok ở Indonesia có khoảng 125 triệu người sử dụng hàng tháng. Và mạng xã hội khổng lồ này muốn biến lượng người dùng lớn tại Indonesia trở thành một nguồn doanh thu thương mại điện tử. Nhưng mà Indonesia thì cấm luôn. Với khoảng 125 triệu người dùng hoạt động hàng tháng ở Indonesia, thì con số này gần như ngang bằng với số người dùng ở cả châu Âu và chỉ xếp sau Mỹ với hơn 150 triệu người dùng mà thôi. Indonesia, một thị trường béo bở của TikTok, nhưng Indonesia đã cấm bán hàng trên TikTok và các trang mạng xã hội. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về nền kinh tế lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ với bình luận viên Hải Thanh Story. Còn giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới, đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.